Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 đến 2017 Giảng lần thứ tư Phẩm chính Viên mãn thành tựu Thành tựu viên mãn Tập 244 Chủ giảng Hòa Thượng Thích Tịnh Không Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Thời gian ngày 4 tháng 9 năm 2015 Dịch giả Như Lộ Giảo Chánh Thích Thiện Trang Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học. Kính mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi đồng quy y tam bảo. A à xà lê tồn niệm, ngã đệ tử diệu âm, thủy tùng kim nhật, nải trí mạng tồn, quy y Phật đà, lượng túc trung tôn, quy y đạt ma, ly dục trung tôn, quy y tăng già, chư chúng trung tôn a à xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tùng kim nhật nải chí mạng tồn quy y phật đà lưỡng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn a à xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tùng kim nhật nải chí mạng tồn Quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú. Chúng ta bắt đầu. Xem từ trang thứ năm trăm tám mươi tám trang thứ năm trăm tám mươi tám hàng cuối cùng hàng cuối cùng của trang thứ năm trăm tám mươi tám xem từ câu thứ hai thêm nữa trong chương quán âm diên thông của kinh thủ lăng nghiêm nói sanh diệt diệt rồi tịch diệt hiện tiền bắt đầu xem từ chỗ này trong chương Bồ Tát Quán Thế Âm Nhĩ Căn Diên Thông của Kinh Lăng Nghiêm. Hai câu đó là Kinh Văn. Sanh diệt, diệt rồi. Tịch diệt, liền hiển tiền. Sanh diệt là A-lại gia. Tịch diệt là tự tánh. Nói cách khác, cần phải chuyển tám thức thành bốn trí. Thì mới thật sự là minh tâm kiến tánh. Tánh là như thế nào? Tánh là tịch diệt. Tịch diệt là không sanh, không diệt. Không có tướng của sanh diệt. Xưa nay Dũng là như vậy. Câu thứ tư Mà Đại sư Huệ Năng nói Nào ngờ tự tánh Dũng không dao động Đó chính là tịch diệt dao động là sanh diệt Sanh diệt không còn nữa sanh diệt là giả tướng, ảo tướng. Thì tịch diệt mới hiện tiền, tự tánh hiện tiền. Tiếp theo là chú giải của niệm lão, bởi chứng nhập vô sanh. Vô sanh thì vô diệt. Câu này là câu thứ hai mà đại sư huệ năng nói nào ngờ tự tánh dũng không sanh diệt không có sự sanh diệt không có sự sanh diệt chính là tịch diệt cho nên không sanh thì không diệt có sanh thì có diệt chúng ta lại xem trong giáo pháp đại thừa đức phật thường nói vô minh do đâu mà đến a à lại gia do đâu mà đến nhất niệm bất giác quý vị xem họ có một niệm từ một niệm đó liền sanh ra tam tế tướng vô minh bất giác dù minh bớt giác đó chính là một niệm. Sanh ra tam tế tướng, nhất niệm chính là hiện tượng sống dao động, động rồi. Không phải tự tánh động, tự tánh như như bất động. Động đó là giọng động, không phải là thật, không phải tự tánh động. Tự tánh nhất định không động, vốn không dao động có thể sanh dạng pháp. Cho nên năng sanh là sự ẩn hiện tự tại của tự tánh, gặp được duyên thì hiện. Nếu duyên không còn nữa thì sẽ không hiện. Đó không phải sanh diệt, đó là ẩn hiện. những gì hiện đó chính là nhất chân pháp giới là cõi thật báo trang nghiêm của chư phật như lai mà chúng ta thường nói vì sao lại hiện ra cõi ấy bởi vì có bồ tát đã đạt đến công phu của Bồ Tát. Đạt đến trình độ thế nào? Đến sanh diệt diệt rồi, tịch diệt hiển tiền. Những lời này là của Pháp Thân Bồ Tát. bậc đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh mà Thiền Tông nói chính là cảnh giới này. Đó là cảm. Pháp thân thanh tịnh trong thường tịch quan tự nhiên liền có ứng. Cho nên cảm ứng hiện tiền. Pháp thân Bồ Tát. Đoạn vô minh phiền não rồi. Thì ngài dùng gì để cảm? Đúng là đã đoạn vô thủy vô minh nhưng vẫn chưa đoạn tập khí của vô minh. Nhất định phải biết điều này. Kiến tư có tập khí. A-la-hán đoạn kiến tư, nhưng chưa đoạn tập khí. Sau khi chứng đắc quả A-la-hán, thì Ngài làm gì? ngài phải đoạn tập khí sau khi đoạn tập khí rồi thì ngài lên cấp ngài không phải là a la hán ngài là bích chi phật bích chi phật phải đoạn trần sa phiền não đoạn hết trần sa phiền não rồi nhưng chưa đoạn tập khí ngài lên cấp thăng cấp lên bồ tát ở trên địa vị ấy của bồ tát phải đoạn hết tập khí trần sa phiền não sau khi đoạn hết thì ngài lên cấp là thành phật phật ấy là tương tự tức phật được nói trong lục tức phật của đại sư thiên thai nói cách khác ngài không phải là phật thật rất giống phật trong kinh đức phật nói cảnh giới của chư phật như lai cũng có thể nhìn thấy như ở trên thân của ngài vì sao nói là tương tự tức phật bởi vì ngài vẫn còn dùng vọng tâm Ngài chưa dùng chân tâm. Tại sao không dùng chân tâm bởi Ngài còn có một niệm bất giác? Cho nên đã đoạn vô thủy vô minh nhưng chưa đoạn tập khí của vô thủy vô minh. Phải đến đâu để đoạn tập khí ấy? Chính là nhất chân Pháp giới. Chính là quả thật báo trang nghiêm trong quải thật báo trang nghiêm có 41 cấp bậc Diên giáo, diên giáo hoa nghiêm, gồm 10 bậc trụ, 10 bậc hạnh, 10 bậc hồi hướng, 10 bậc địa, đẳng giác, 41 địa vị pháp thân đại sĩ, trụ ở báo độ, cõi thật báo trang nghiêm. Ở nơi ấy để làm gì? Ở nơi ấy để đoạn tập khí của vô thủy vô minh. Chính là sanh diệt mà chỗ này nói. Tập khí vẫn là sanh diệt. Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt hiện tiền. Khi tịch diệt hiện tiền, sẽ không thấy quải thật báo nữa. Vì vậy, quải thật báo không phải là thật cũng chính là nói rõ còn chưa diệt hết sanh diệt thì các ngài trụ ở cõi thật bao phải là diệt hết sanh diệt không còn nữa cũng không còn tập khí sanh diệt các ngài sẽ quay về thường tịch quan cho nên không thấy quải thật báo nữa Quải thật báo có ẩn có hiện đã ẩn rồi không thấy nữa tiếp theo lại có bồ tát tu hành, tôi đến cấp bậc ấy phá một phẩm du minh chứng một phần pháp thân tôi đến trình độ đó thì quả thật báo của ngài hiện tiền Nhất định là ở trong quải thật báo trang nghiêm. Để đoạn tập khí của vô thủy vô minh. Tập khí dày mỏng khác nhau chia thành 41 cấp bậc. Càng lên trên thì càng nhạt dần, càng xuống thấp thì tập khí càng nặng thêm, chính là mối liên quan như vậy. Thật sự đoạn hết, tập khí của vô thủy vô minh thì không thấy quải thật báo nữa cho nên quải thật báo đến thế nào vậy là được cảm bởi tập khí của vô thủy vô minh pháp thân thanh tịnh ứng hiện đến như vậy đó bồ tát ở trong báo độ trí huệ thần thông năng lực của các ngài gần như là bình đẳng giới chư phật như lai nhất định chúng ta không thấy được cũng vậy các ngài cũng không thể các ngài không thể trở về thường tịch quan đoạn hết tập khí của vô minh các ngài liền dung nhập vào thường tịch quan. Dung nhập vào thường tịch quan mới thật sự chứng được pháp thân thanh tịnh. Pháp thân chính là thường tịch quan. Thường tịch quan ở nơi đâu, chẳng nơi nào không có, chẳng lúc nào không có. Chúng ta đều ở ngay trong thường tịch quan. Chứ gì cần phải hiểu rõ một sự thật thực tế này. Sự thật này là gì? Chính là khởi tâm động niệm của chúng ta. Ý niệm cực kỳ di tế chắc chắn chính chúng ta không biết. Bậc nào biết vậy? Pháp thân như lai biết. Tại sao biết vậy? Bởi từng ly từng tí chúng ta đều chưa từng rời khỏi Ngài. Ngài là bản thể của A Lại Gia. Thì làm sao Ngài lại không biết? Phật trong mười Pháp giới là dùng A Lại Gia không phải dùng chân tâm mà là dùng giọng tâm dùng giọng tâm dùng đến thuần tịnh thuần thiện cho nên gần giống như là phật gọi là tương tự tức phật chứng nhập vô sanh vô sanh thì không có việc câu sau đó nói rằng phi quá hiện vị lai không có quá khứ hiện tại vị lai nữa câu này là kinh văn chúng ta xem chú giải của niệm lão bởi thời gian thời gian Thời gian có quá khứ, có hiện tại, có dị lai. Ngày nào chúng ta cũng thấy được hiện tượng này đã rất quen thuộc. Rốt cuộc đó là thế nào? Nhà khoa học đang nghiên cứu. Thời gian là thế nào? Không gian là thế nào? Thầy đều là bởi do vọng niệm liên tục. thật ra không có mười phương cũng không có ba đời về chân tướng đức phật nói rất hay ngay đây lúc này chính là ngay đây đây là nói lời thật với quý vị không gian, thời gian là giả. Thời gian, không gian đều là vọng niệm tương tục. Chúng ta không biết chân tướng sự thật. Dường như có thời gian, tựa như có không gian. Không gian chẳng còn nữa, nói với chư vị khoảng cách cũng không còn nữa. Thế giới cực lạc ở nơi đâu, ngay tại nơi đây thời gian không gian trọn chẳng thể được vậy khi nào mới có thể đột phá thật ra mà nói không phải rất khó người đắc ta muội sẽ không thấy thời gian không gian nữa cho nên họ rất gần với a mi đà phật niệm phật phật liền hiển tiền trong tâm muốn thấy phật phật liền hiển tiền Nghĩ thế giới cực lạc, thế giới cực lạc liền hiện tiền. Ở nơi nào? Ngay tại nơi đây. Khi không có ý niệm thì không còn nữa. Ý niệm đó là cảm. Thế giới cực lạc, a mi đà Phật liền ứng. Dừng lại ý niệm đó thì không có cảm rồi. Liền không thấy cảnh giới nữa. Chúng ta lại tiếp tục xem chú giải. Đây đều là của niệm lão. Niệm trước diệt là quá khứ. Niệm sau sanh là dị lai. Giống niệm không sanh thì cũng không có diệt. Liền ngay lúc ấy không có quá khứ và dị lai. Hiện tại niệm niệm không dừng nên không có hiện tại. Thế nào là niệm niệm không trụ? Chúng ta thường hay nhắc đến Bồ Tát Di Lạc nói với chúng ta về ý niệm. Một giây có bao nhiêu ý niệm? Chúng ta đem tính ra một giây có 2 triệu 240 ngàn tỷ nhiều như vậy không trụ chính là không ngừng ý niệm không có dừng lại ý niệm giống như dòng nước một mạch cứ trôi đi niệm trước việc rồi niệm sau sanh niệm trước việc rồi niệm sau sanh là niệm niệm vô trụ cho nên hiện tại không có quý vị xem không có quá khứ không có vị lai cũng không có hiện tại cho nên chính là ngay đây câu nói này quá hay rồi thêm nữa đã không có quá khứ và vị lai thì làm sao có hiện tại Cho nên trong kinh Kim Cang nói, trong kinh Kim Cang nói rất hay, tâm quá khứ không thể đắc, tâm hiện tại không thể đắc, tâm vị lai không thể đắc. Đây là điều gì? Đây là lời thật. Đây là chân tướng sự thật. Trong kinh thường nói là thật tướng các Pháp thật tướng tướng chân thật không thể đắc không thể đắc mà quý vị muốn đắc vậy thì sai lầm càng lớn rồi không thể đạt được thì phải làm sao cần phải buông xuống buông xuống triệt để niệm niệm không thể đạt được buông xuống ý niệm buông xuống ý niệm ta muội sẽ hiện tiền. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật để đổi lấy ý niệm. Phương pháp này dễ dàng. Dễ tu. Đây là niệm Phật tam muội Trong tâm chỉ có một câu A-mi-đà-phật không còn ý niệm khác nữa. Đến khi nào cũng buông xuống câu Ami Đà Phật này thì tự tánh sẽ hiện tiền. Phần lớn người niệm Phật là dùng phương pháp này để trước đạt được thế giới Tây Phương cực lạc. Sau khi đến thế giới cực lạc, lại buông xuống ý niệm này liền khế nhập thường tịch quan nói ra lời này thì rất dễ nhưng để làm được thì không đơn giản chút nào vì sao vậy bởi tập khí của vô thủy vô minh rất nghiêm trọng nếu buông xuống thì thời gian cũng rất dài những bồ tát giảng sanh ý của thế giới cực lạc tuy có phẩm vị bốn cõi ba bậc chín phẩm là thật có nhưng sự đãi ngộ của các ngài là bình đẳng bình đẳng về trí huệ bình đẳng về đạo lực bình đẳng về thần thông chẳng có điều gì mà không bình đẳng sự bình đẳng ấy từ đâu đến tự tánh xưa nay là bình đẳng đạt được sự gia trì bởi 48 nguyện vô lượng công đức của Ami Đà Phật tuy chúng ta chưa chứng đắc nhưng được sự giá trị của Di đà phật đã hiện ra tác dụng lợi ích thù thắng ý là trong cõi nước tất cả chư phật ở mười phương thế giới không có chỉ có thế giới cực lạc mỗi nơi ấy có thôi cho nên chư phật như lai tán thán ami đà phật là tôn quý nhất trong các ánh sáng, vua trong chư Phật. Chư Phật trong mười phương thế giới. Không có cách nào để độ những chúng sanh ấy. Phiền não tập khí quá nặng, Chư Phật Như Lai đều đưa những người khó độ ý đến thế giới cực lạc. Giao cho A Di Đà Phật những người ấy họ đến thế giới cực lạc ở thế giới cực lạc thân cận a mi đà phật ai nấy đều là thành tựu trong một đời viên mãn thành tựu đạo lý ở chỗ này hiện giờ chúng ta gặp được pháp môn này gặp được pháp môn này nói cách khác chính là quý vị thật sự gặp được duyên phận đời này được độ thành phật quý vị đã có rồi điều kiện đó là hai chữ tính nguyện Chúng ta thử hỏi chúng ta có hai chữ ấy hay không? Tính là nhất định không nghi ngờ. Ở phương Tây thật có thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc thật có Ami Đà Phật. Một chút cũng không hoài nghi. Điều thứ hai, là mong muốn đi là nguyện. Tôi mong muốn giảng sanh đến thế giới cực lạc. Quý vị xem tính nguyện. Nếu quý vị đầy đủ hai điều kiện này rồi, thì quý vị sẽ có phần ở thế giới Tây Phương cực lạc. Công phu niệm Phật cạn hay sâu? Đó là một sự việc khác là giảng sanh đến thế giới cực lạc. Quý vị ở phẩm vị nào? Là do ở sự cạn sâu của công phu niệm Phật. Công phu niệm Phật sâu. Lý nhất tâm bất loạn, thì sanh quẩy thật báo. Cấp bậc tiếp theo là sự nhất tâm bất loạn, thì sanh quẩy phương tiện hữu dư. công phu còn thiếu một chút công phu chỉ thành phiến chưa đến nhất tâm bất loạn thì sanh quảy phàm thánh đồng cư giảng sanh hạ hạ phẩm trong quảy phàm thánh đồng cư là không có công phu nói cách khác lúc bình thường họ không niệm phật đến lúc mạng sắp hết niệm một hai câu mười hay tám câu đều có thể giảng sanh những người ấy thì sao những người ấy là giảng sanh hạ hạ phẩm ở quái phàm thánh đồng cư có thể đến thế giới cực lạc rồi người giảng sanh hạ hạ phẩm được sự đãi ngộ bình đẳng với giảng sanh thượng thượng phẩm ở quái thật báo cũng chính là nói người giảng sanh hạ hạ phẩm là đến thế giới cực lạc đi học. Cõi ấy là trường học, tiểu học năm thứ nhất. Tiểu học của Ami Đà Phật học lên từ lớp 1. Ami Đà Phật giúp quý vị cắm rễ. Có tốt không? Tốt. Học lại từ đầu. Niệm đến công phu thành phiến. Họ không phải sanh vào cõi đồng cư, mà họ sanh vào cõi phương tiện, giảng sanh bậc hạ của cõi phương tiện. Nếu như họ chứng được A-la-hán, hoặc là quyền giáo Bồ-Tát, mà chưa có đại triệt đại ngộ, đại ngộ từ đại ngộ trở xuống đều là sanh quẩy phương tiện hữu dư. Thật sự đại triệt đại ngộ thì sanh quẩy thật báo trang nghiêm. Vậy thì phải xem tập khí vô minh của họ dày hay mỏng. 41 cấp bậc, họ thuộc vào cấp bậc nào? Họ tự nhiên liền tiến vào thôi. Cũng giống như đi học họ xen lớp, Chúng ta đi đến nơi nào, chúng ta muốn bắt đầu học từ lớp 1 tiểu học. Tiếp nhận sự giáo dục viên mãn của Ami Đà Phật, tiểu học, trung học, đại học, viện nghiên cứu đều là do Ami Đà Phật giảng dạy. Tôi tin người như vậy rất nhiều. Thế giới cực lạc rất hiếm có, nếu không làm rõ ràng thì quý vị có nghi hoặc tính tâm của quý vị không đủ đó là thật đáng tiếc nhất định phải làm cho rõ ràng làm cho sáng tỏ Tự chúng ta quay lại chính mình mà nghĩ xem tôi đã đầy đủ điều kiện này. Người thật sự đầy đủ điều kiện. Thật sự tu hành đó chính là đã buồn xuống dạng duyên ở nơi này rồi. Thật sự buông xuống rồi. Trong tâm, mọi lúc mọi nơi. Nhà Phật nói trong 24 giờ, trong tâm chỉ có một vị a đà phật ngoài vị a đà phật ấy ra thấy đều buông xuống chọn tịnh độ mới thật sự có nắm chắc Sau khi giảng sanh tịnh độ, trên trái đất này vẫn còn gia thân quyến thuộc của chúng ta. Oan thân trái chủ quý vị đều có năng lực chiếu cố họ quý vị có tâm từ bi không kể ân hay oán tất cả đều có thể độ họ họ có duyên với quý vị đây là thật sự nếu như nói người này tôi thích họ nên độ họ người kia họ có oán thù với tôi tôi mới không độ họ thì quý vị không thể đến thế giới cực lạc được. Đó chính là chướng ngại của giảng sanh thế giới cực lạc. Dù đời này quý vị có niệm Phật hiểu tốt đến mấy, tu Phật thất có nhiều hơn nữa, đến sau cùng cũng không giảng sanh được bởi vì nguyên nhân gì bởi quý vị hận người đó. Quý vị vẫn không chịu độ họ, chẳng chịu độ họ tâm của quý vị không thanh tịnh tâm của quý vị không bình đẳng quý vị không hưng khởi được thanh tịnh bình đẳng giác nói cách khác công phu của quý vị là giả không phải là thật chân thật thì nhất định sẽ tương ưng với năm chữ này tâm thanh tịnh là công phu sơ cấp tâm bình đẳng là công phu trung cấp còn giác là công phu cao cấp chẳng thể không biết những lời này trong kinh kim cang hay quý vị cũng xem hiểu rồi thêm nữa câu sau cùng trong tính tâm minh là không có quá khứ dị lai hiện giờ cũng là nói ý nghĩa này phi chính là không có không có quá khứ không có dị lai không có hiện tại kim là hiện tại chính là hiển bày ba đời xưa nay không rời ở niệm này ba đời xưa nay ở nơi đâu nhất niệm mê rồi thì dường như có ba đời từ xưa đến nay giác ngộ rồi một niệm không có thời gian không có không gian không có thời gian không có xưa nay không có không gian không có đến đi ở nơi đâu ngay tại nơi đây tất cả những điều ấy là chân tướng sự thật mà trong kinh đại thừa nói pháp thân thường trụ mỗi người chúng ta đều có pháp thân xưa nay pháp thân chưa từng gián đoạn chỉ là chúng ta quên mất rồi. Pháp thân chưa từng quên chúng ta, chúng ta thì quên pháp thân rồi. Trước giờ pháp thân chưa từng rời khỏi chúng ta, chúng ta căn bản không hề cảm nhận được sự tồn tại đó. Giống như chúng ta xem TV, chỉ thấy được sắc tướng. Âm thanh ở trên màn hình, mà đã quên mất màn hình. những sắc tướng âm thanh ý đều nương vào màn hình để làm nền hiện lên, không có màn hình thì không thấy được, điều gì cũng không có. Phật Bồ Tát thấy được sắc tướng cũng thấy được màn hình, biết màn hình và sắc tướng cùng một thể. Tác dụng khác nhau nhưng không trở ngại nhau màn hình không trở ngại sắc tướng. Âm thanh không trở ngại màn hình. Đồng thời tồn tại. Người đắc ta muội Thế nào là đắc ta muội Chính là trong kinh nói sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt hiện tiền, Người ấy thấy được rồi. Đều thấy được hai bên. Đều không chấp trước hai bên. Vì sao vậy? Bởi tịch diệt bất khả đắc. Sanh diệt cũng bất khả đắc. Tịch diệt là thường tịch quan. Tịch diệt là chẳng nơi nào không có chúng ta quay về thường tịch quan liền dung thành một thể với tịch diệt. Cho nên bất luận là quá khứ hiện tại dị lai, quái này phương khác, chúng sanh quá cảm lập tức liền hiện tướng, liền ứng rõ ràng. Tại sao vậy? Bởi thời gian không gian đã không tồn tại. Thời gian không gian là vọng niệm ảo giác. Nhất định không phải là thật, chúng ta xem đề mục tiếp theo thực hiện nguyện độ chúng sanh thành phật để làm gì là để làm sự việc này nói lời giữ lời chúng ta từ chỗ mê hoặc điên đảo dần dần thức tỉnh rồi đã phát nguyện gì chúng sanh vô biên thể nguyện độ phát điều nguyện như vậy nguyện này là nguyện tốt là nguyện hay theo cách nói hiện thời là nguyện vọng vô cùng vĩ đại chúng ta xem trên trái đất này chúng sanh quá khổ quá đáng thương ở độ tuổi của tôi thì không biết về đại chiến thế giới lần thứ nhất chưa từng trải qua nhưng đích thân đã trải qua đại chiến thế giới lần thứ hai biết được nỗi khổ của chiến tranh tôi tám năm chỉ với đôi chân chúng tôi đã đi khắp mười tỉnh vùng giang nam ngày nào cũng đi bộ đến bây giờ vẫn còn thân thể này cũng có liên quan với việc chạy nạn vận động bình quân mỗi ngày tính theo dặm của trung hoa là sáu mươi dặm chỉ ít đi 60 dặm. Nhiều khi đi hơn gấp đôi 120 dặm. Chưa có phương tiện giao thông. Hơn nữa, phần lớn thời gian đều là hành quân vào ban đêm. Ban ngày sợ người Nhật Bản oanh tạc. Ban ngày phải ẩn núp, đến đêm lại đi. tuy không có nơi để học nhưng thấy được sự tình như thế quá nhiều tận mắt chứng kiến tận tai nghe được ấn tượng khắc sâu cho nên chỉ nhắc đến nỗi khổ mà tôi đã chịu thì không hy vọng người khác cũng chịu khổ vậy phải làm sao chúng ta sẽ phải tìm phương nghĩ cách để trên thế giới này mãi mãi không có chiến tranh mãi mãi không có bạo lực mãi mãi không có sự trái ngược luân thường trái ngược đạo đức không còn phát sinh những sự việc đó thì thế giới này tốt đẹp biết bao nguyện ấy do đâu mà đến là do từ khi đã sống qua tám năm kháng chiến vì chính mình thì không có chút ý nghĩa vì chúng sanh khổ nạn làm một chút việc tốt thế nào là việc tốt đẹp nhất quá khứ không biết học triết học với tiên sinh phương đông mỹ đề mục cuối cùng thầy giảng triết học trong kinh phật cho tôi tôi tìm được rồi việc tốt đệ nhất trong thế gian là phật pháp đại thừa việc tốt bậc nhất của phật pháp đại thừa là pháp môn tịnh độ việc này quá may mắn rồi pháp môn này là pháp môn có nắm chắc là pháp môn có thể thành tựu tuy pháp môn khác tốt nhưng chưa nắm chắc thành tựu thành tựu của pháp môn này là giảng sanh thế giới cực lạc bằng với sự thành tựu viên mãn của hết thể tất cả pháp môn. Vì sao vậy? Chúng ta chỉ nói học tập. Không học tập thì chẳng biết. Học tập đến thế giới cực lạc có năng lực hóa thân, phân thân. Phân thân, hóa thân vô lượng vô biên để làm gì để lễ phật trong cõi nước của chư phật mười phương lễ phật là tu phước nghe phật giảng kinh thuyết pháp là tu huệ ở thế gian này dù tốn một đại kiếp cũng không thể học xong môn nào cả đến thế giới cực lạc một ngày thì viên mãn rồi quý vị nói có cần phải đến nơi ấy không quý vị chưa làm sáng tỏ thì quý vị không tin tưởng quý vị không phát tâm thật sự làm rõ ràng làm sáng tỏ rồi liền mong mỏi sớm ngày giảng sanh chúng ta đem thân tâm tánh mạng đều giao cho ami đà phật khi nào ami đà phật đến tiếp dẫn tôi khi đó tôi sẽ ra đi không hề âu lo không hề lo lắng nói đi liền đi đức phật vẫn chưa đến vậy thì đại khái cũng giống như lão hòa thượng hải hiền đức phật còn muốn giữ chúng ta ở thế giới này trụ thêm vài ngày Đại khai còn có người hữu duyên. Chúng ta giúp họ tin, giúp họ nguyện, giúp họ niệm Phật. Đó là chúng ta cần phải tận hết nghĩa vụ. Chúng ta xem thù nguyện độ sanh ở đây chia làm bốn đoạn nhỏ. Đoạn nhỏ đầu tiên hiện y báo những gì chỗ này nói chính là nói tỳ kheo pháp tạng, là đời trước của A Di Đà Phật. Đảng dĩ thù nguyện độ sanh. Hiện tại Tây phương. Ẩn hiện. Đó là do pháp tánh, pháp tánh ấy hiện ra thị hiện ở phương Tây Khử diêm phù đề bá thiên câu chi. Bá thiên câu chi chính là trăm ngàn ức. Na do tha Phật sát, hữu thế giới danh giết cực lạc. Đây là do Pháp Thân hiện ra. không phải do a lại gia hiện những gì a lại gia hiện chính là hiện tượng vật chất mà thường được thấy ở thế giới này của chúng ta thế giới cực lạ không phải vật chất đó là pháp tánh cho nên thân là thân pháp tánh cõi là cõi pháp tánh liên quan đến hai chữ pháp tánh ý có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là không sanh, không diệt. Thân mà ngài hiện, thân tướng của ngài, ngài không phải thân sanh diệt, không phải giống như sự trao đổi chất của thân thể chúng ta. Hai tiếng đồng hồ chúng ta gặp nhau ở đây, bao nhiêu tế bào trên thân đã chết đi, bao nhiêu tế bào lại được sanh ra? sự trao đổi chất này nhà khoa học nói với chúng ta xác thật hiện tượng này là thật bảy năm là một chu kỳ bảy năm tế bào cũ trên thân thể này của chúng ta cũng sẽ không còn toàn bộ đều thay đổi rồi vì vậy sự biến đổi đó không phải biến đổi cùng một lúc mà đó là từng bộ phận từng bộ phận một nói tóm lại chúng ta chưa từng dừng lại đều đang thay đổi nhưng chính chúng ta không biết thân pháp tánh không có hiện tượng này thân pháp tánh là thân thanh tịnh thân pháp tánh là thân tịch diệt không có hiện tượng sanh diệt cho nên gọi là vô lượng thọ có hiện tượng sanh diệt thì đó là thọ mạng ngắn ngủi không dài chúng ta xem chú giải của niệm lão đoạn trên hiển bày lý thể của pháp thân là chân thật chi tế chữ thượng là đoạn kinh văn phía trước chính là sáu câu đằng trước ở chỗ này muốn nói cho chúng ta tiếp đó làm rõ phương tiện rộng độ là chân thật chi lợi. Phía trước nói chính là chân thật chi tế. Đoạn này nói về lợi ích chân thật. Lý không trở ngại sự, tịch mà thường chiếu. Bi tâm vô tận, thùy tích độ sanh. Hai chữ Thùy Tiếp chính là dùng ứng quá thân. Ứng quá thân là tự nhiên, không có khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là phàm phu. Người thế giới cực là không có khởi tâm động niệm. Bất luận người ấy thành Phật hay không thành Phật, đều không khởi tâm không động niệm. Vì sao vậy? Vì 48 nguyện vô lượng công đức của A Mi Đà Phật gia trì quý vị. để tự tánh của quý vị, tức là tuy quý vị vẫn chưa kiến tánh, nhưng tác dụng bên trong tự tánh đều có thể hiện tiền. Đây là sự thù thắng, trang nghiêm, không gì sánh bằng của thế giới cực lạc mười phương thế giới không có nhưng thế giới cực lạc có tiếp theo đây nói chỉ để thực hiện nguyện độ chúng sanh. Thị hiện ở phương Tây. Đây là ứng quá. Giống như ba ngàn năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng sanh vào vùng đất Ấn Độ trên trái đất của chúng ta. Những gì mà a di đà phật hiện là thế giới tây phương cực lạ ngài ở nơi ấy cõi thật báo là báo thân cõi phương tiện cõi đồng cư là ứng quá thân nhưng sự ứng quá của ngài khác với cõi này của chúng ta sự ứng quá nơi đây của chúng ta có a lại gia sự ứng hóa nơi ấy của các ngài không có a lại gia cho nên hoàn toàn là ứng hóa của tự tánh ở cõi này của chúng ta có a lại gia a lại gia là vọng tâm chân tâm vọng tâm trộn lẫn với nhau cho nên không thanh tịnh không bền đẳng mê chứ không giác Ứng hóa của Đức Mi Đà ở phương Tây hoàn toàn là pháp tánh. Vì vậy, hiện ra ứng thân quả thân cũng tương tự như báo thân. Chúng ta hoàn toàn không thấy được. Đều là không sanh không diệt. Ngay cả mỗi người chúng ta Giảng sanh đến thế giới cực lạc cho dù là giảng sanh hạ hạ phẩm ở cõi phàm thánh đồng cư cũng là thân pháp tánh cũng chính là nói chúng ta giảng sanh đến thế giới cực lạc thân tướng hoàn toàn giống như ami đà phật không có khác là pháp giới bình đẳng Vậy rốt cuộc là sự việc thế nào? A Di Đà Phật phát nguyện. Quá khứ ngày tham phỏng qua quậy nước của chư Phật. Ngài cũng đến qua thế giới này của chúng ta. Nhìn thấy thân tướng của chúng ta khác nhau. Bèn sanh phiền não. Không phải Ngài sanh phiền não, mà là chúng ta sanh phiền não. Quý vị thấy tướng mạo của chúng tôi tốt, thân thể cường tráng, tỏ ra ngạo mạn. Thân thể của tôi rất tốt, thân thể người kia kém, nhiều bến tật. Khi nhìn thấy thì tôi không bằng họ, họ khỏe hơn tôi rất nhiều. Tất cả đều sanh phiền não. Làm sao mới không sanh phiền não? Thân thể tướng mạo giống nhau thì mọi người sẽ không sanh phiền não sẽ không sanh khởi ý niệm đó. Bởi vì duyên cơ ấy cho nên thế giới cực lạc hoàn toàn là cõi pháp tánh, thân pháp tánh. Tất cả đều là như nhau. Đó là thị hiện ở phương Tây. Dân dân. Tiếp theo giải thích cho chúng ta chữ thù, thù nguyện độ sanh. Chữ thù là báo đáp, đền đáp. Thù nguyện chính là tục ngữ nói, nguyện trở lại là thực tiễn bổn nguyện ý. Quá khứ Ami Đà Phật phát nguyện, hiện giờ cần phải thực hiện. Cần phải thực tiễn bổn nguyện của Ngài. Bổn nguyện của Ngài là 48 nguyện quả nhiên không sai bốn mươi tám nguyện ở thế giới cực lạc mỗi điều đều đã được thực hiện không có điều nào là để luống qua mỗi nguyện đều được thực hiện nguyện chính là chỉ bốn mươi tám nguyện ở trong nhân địa nay đã thành phật thì ba loại trang nghiêm của vô lượng quan thọ dân dân trong bổ nguyện tất cả đều được thực hiện. Lời nói này rất hay, thấy đều thực hiện rồi. Hoàn toàn thực hiện 48 nguyện ở thế giới cực lạ. Tiếp theo, Mỗi nguyện trong 48 nguyện đều là Pháp thân. Này chính là sự thành tựu của ba thân, Pháp thân, Báo thân, Quá thân. Lại mỗi một nguyện đều vì chúng sanh. Cho nên đương nhiên thực hiện nguyện độ chúng sanh. Khẳng định, 48 nguyện không phải vì chính mình mà phát, mỗi nguyện đều là gì chúng sanh mà phát thành phật ở trước chúng sanh đương nhiên thực hiện cho nên đương nhiên thực tiễn nguyện độ chúng sanh lại xem đoạn tiếp theo đây hiện tại tây phương Chữ hiện là nay. Hiện nay, hiện tại. Hiện tại ở nơi đâu? Ở thế giới Tây Phương cực lạc. Đó là ý nghĩa như vậy. Cũng có thể xem là thị hiện để nói. Thị hiện ở thế giới Tây Phương cực lạc. Thân Phật ở khắp tất cả nơi, thân và quải nước không hai, nên quải Phật cũng ở khắp tất cả nơi. Chúng sanh và Phật không hai, chúng sanh và Phật như mộ. Nói phương Tây là phương tiện thị hiện. Đây là pháp phương tiện. Cổ Đại Đức nói, Đức Mi Đà từ bi tiếp dẫn hàng sơ cơ chúng ta mà chỉ phương lập tướng. Tâm của chúng ta là tản mạng. Dùng phương pháp này để thu dán tâm của chúng ta lại. Phải nghĩ gì? Nghĩ phương Tây. Nghĩ thế giới cực lạc. Nghĩ Đà Phật. Thu hồi tâm tán loạn lại. Dùng phương pháp này. đó là phương tiện thiện xảo dẫn dắt chúng ta. Bởi vì chúng ta còn chấp trước đối với phương hướng, đối với thời gian không gian, chấp trước nghiêm trọng. Bây giờ quý vị nói không có thời gian không gian thì chúng ta không quen lắm. Không có không gian, vậy rút cuộc ở nơi nào? Không có thời gian rút cuộc là quá khứ hay là tương lai. Chúng ta sẽ sanh ra rất nhiều vọng tưởng, vọng niệm. Ngài dùng phương pháp này để chỉ phương lập tướng, gom vọng niệm đó của chúng ta trở lại để theo một phương hướng. Đây là nói phương Tây của ngài là phương tiện thị hiện như trong phẩm thọ lượng của kinh pháp hoa nói nếu có chúng sanh tiến đến chỗ ta thì ta dùng phật nhãn để quán sát niềm tin dân dân của người ấy chữ đẳng này là bằng với còn có nguyện còn có hạnh cho nên phải ghi nhớ điều này câu này rất quan trọng phật nhãn thấy chúng ta thấy được rất rõ ràng chúng ta không thấy được ngài nhưng ngài thấy được chúng ta tại sao vậy bởi ngài cùng tồn tại với chúng ta ngài giác chứ không mê chúng ta mê chứ không giác ngài thấy được chúng ta chúng ta không thấy được ngài chúng ta khởi tâm động niệm ngài đều biết năng lực của ngài quá lớn rồi chẳng những ngài biết khởi tâm động niệm của chúng ta mà ngài còn biết được rất viên mãn còn có chư phật bồ tát biết long thiên quỷ thần biết trước đây có một khoảng thời gian có người nói với tôi, ở chỗ của vua Diêm La thật sự có sổ sanh tử. Khởi tâm động niệm lời nói việc làm của mỗi người là thiện là ác thấy đều được ghi lại. Thế gian này có bao nhiêu người thì mỗi người ấy đều có. không thể nghĩ bàn. Đến khi thỏa mãn người hết, đó là thuộc về sự việc của vua Diêm La. Vua Diêm La dựa vào sổ sanh tử mà tiếp đãi quý vị. Quý vị thiện nhiều hơn ác. Thì có phần ở ba đường thiện ác nhiều hơn thiện thì đầu thai ở ba đường ác một chút cũng không giả chính chúng ta giác ngộ được rồi chúng ta sám hối sửa lỗi đổi mới được hay không được Chúng ta đoạn ác tu thiện, việc ác trong sổ sanh tử của chúng ta sẽ dần dần ít đi. Đã tiêu trừ, việc thiện thì mỗi ngày một tăng, tăng trưởng lên. Như vậy không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Thiện trong thiện không gì dược hơn niệm Phật. Niệm A Di Đà Phật là thiện trong các điều thiện. Không có thiện nào thiện hơn nữa, vì sao lại không niệm Phật? Thiện hạnh của niệm Phật nhiều như vậy. Nhưng tín nguyện của quý vị còn khiếm khuyết. Tương lai đọa vào địa phủ phán quan của diêm vương nói với quý vị, quý vị niệm phật rất nhiều, quý vị cần phải đến thế giới cực lạc. ngài còn khích lệ quý vị, nếu vừa nhắc nhở quý vị mà tính nguyện của quý vị viên mãn, thì phật sẽ đến tiếp dẫn quý vị rất diệu. nếu quý vị không đủ tính nguyện, tính nguyện là cảm phật tiếp dẫn. không đủ tín nguyện thì đi đến đâu sanh lên quải trời người trời đến tiếp dẫn quý vị nhưng phải xem quý vị ở tầng trời nào dục giới có sáu tầng trời phước báo trên trời lớn một ngày của trời đau lợi là một trăm năm ở nhân gian chúng ta quý vị nói thọ mạng cõi trời dài biết bao cho nên rất nhiều người ưa thích sanh thiên một ngày của trời dạ ma là hai trăm năm ở nhân gian một ngày của trời đau suốt là bốn trăm năm ở nhân gian họ mạng thật dài người trời thấy người trên trái đất của chúng ta rất đáng thương như động vật nhỏ sáng sanh tối mất sống một trăm tuổi không phải là sáng sanh tối mất sao một ngày của trời đau lợi là một trăm năm ở nhân gian nhìn thấy quý vị sanh ra nhìn thấy quý vị chết đi chỉ trong một ngày sáng được sanh ra đến đêm đã chết đó là một trăm năm làm rõ ràng làm sáng tỏ chân tướng rồi không có ý nghĩa gì cả vì cấp bách nhất là gì niệm phật là gì cấp bách nhất tu tịnh độ là gì cấp bách nhất giữ chạc ami đà phật là gì cấp bách nhất đó là thật điều đó không phải giả vì thế câu này nhắc nhở chúng ta quán sát tính đẳng của người ấy chữ tính đẳng này là gì là nguyện hạnh đó là ba điều kiện của tịnh độ thứ nhất là tính thứ hai là nguyện hạnh chính là niệm phật khi giảng sanh đến thế giới cực lạc. Quý vị là xếp vào lớp nào? Đều bao gồm ở ngay trong bốn chữ này. Các căn lợi hay độn, căn tánh của mỗi người khác nhau. Có căn tánh lanh lợi, có căn tánh chậm lục. Về lợi hay độn, thì đến độ tuổi này, Chúng tôi phát hiện rồi. Lúc còn nhỏ thì lợi, khi về già thì đụng. Đây là hiện tượng phổ biến. Khi còn nhỏ căng tánh rất nhạy bén. Đến khi về già nhìn đâu cũng hoa mắt. Tai cũng lãng đi rồi, trí nhớ bị giảm sút. Những gì đã học trước đây cũng quên mất. Những hiện tượng này thấy đều xuất hiện rồi. Tùy nơi thích hợp để độ, nơi lúc mà chủ động nói, gian tự khác nhau, tuổi lớn hay nhỏ, cũng lại hiện nói. Sẽ nhập niết bàn. Những câu này nói rõ phật bồ tát thị hiện ở nhân gian phải xem tính nguyện hạnh của chúng ta căn tánh của chúng ta là lợi căn hay độn căn khi đó phật thị hiện phật thuyết pháp cho chúng ta thấy đều có thể tương ngưng ứng cơ thuyết pháp nơi lúc mà chủ động nói văn tự khác nhau. Sự thị hiện của Phật, giống như trong phẩm phổ môn nói, 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, nên dùng thân nào độ được liền hiện thân thế ấy. Có năm, tôi ở Nhật Bản, đến thăm một vị lão hòa thượng của Nhật Bản năm đó tôi đến thăm ngài đã một trăm tuổi Lúc chúng tôi gặp nhau ngài rất quan hỷ ngài nói với tôi một câu ngài nói người khai sáng tôn giáo trên toàn thế giới đều là quá thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi tin tưởng. Khi tôi rời khỏi học trò lớn Hashimoto của Ngài, hiện nay trụ trì của đạo tràng ấy là sư Hashimoto. Lão Hòa Thượng Giáng Sanh rồi. Giáng Sanh khi 103 tuổi, sư hashimoto tiễn tôi đến cửa rồi nói với tôi sư nói rất kỳ lạ sư nói những lời mà lão hòa thượng nói với ngài thì cả đời chúng con chưa từng nghe thầy nói nữa thầy con sao lại nói ra lời như thế ạ à? tôi nói lão hòa thượng có tu hành có đạo tâm không phải người phàm chúng tôi làm đoàn kết tôn giáo ở trên quốc tế cho nên ngài nói với tôi tất cả tôn giáo chính là câu chúng thần là một thể tôn giáo là một nhà mà tôi nói sau này thật sự bồ tát quán thế âm nên dùng thân nào ngài liền hiện thân thế ấy hóa thân ứng thân không có hình tướng nhất định chúng sanh ở khu vực của quý vị yêu thích thân tướng như thế nào thì hiện thế ấy ưa ừ, thích pháp nào thì ngài thuyết pháp ấy cho quý vị không có nói chính ta cần phải thuyết cho quý vị không phải vậy quý vị cần điều gì thì giảng điều đó cho quý vị ngài không thuyết pháp tâm của ngài rỗng như hư không ngài trụ trong tịch diệt trong kinh kim, kim cang nói vô trụ sanh tâm sanh tâm vô trụ quý vị có hỏi thì ngài sanh tâm quý vị không hỏi thì ngài vô trụ vô trụ có thể sanh tâm sanh tâm có thể vô trụ chính là khi thuyết pháp cho quý vị trong tâm ngài vẫn rỗng như hư không không có nói ta nghĩ xem phải thuyết điều gì ta xét xem phải giảng điều gì đó đều có trụ rồi đó không phải vô trụ vô trụ là không hề thông qua sự suy xét quý vị hỏi thì ngài đáp sau khi đáp xong thì điều gì ngài cũng không biết vô cùng vi diệu đều là tự tánh khởi dụng tự tánh là thế nào tự tánh là thường tịch quan thường tịch quan khởi dụng tự tánh đầy đủ vô lượng trí huệ vô lượng đức năng vô lượng tài nghệ mỗi mỗi đều là vô lượng khi khởi dụng thì hiện tiền khi không khởi dụng thì không có trong tâm hoàn toàn sạch sẽ, không nhiễm mấy trần, không có sóng dao động, không có sóng dao động thì bình đẳng. Bồ Tát chứng được bình đẳng, A La Hán chứng được thanh tịnh, Phật là đại triệt đại ngộ là giác, cho nên thế gian có nhiều tôn giáo như vậy thượng đế a la thần thánh tên gọi khác nhau tuổi tác lớn nhỏ khác nhau diệt phục hiện ngôn hiện ngôn là thuyết pháp hiện thân thuyết pháp khi không còn duyên giáo hóa chúng sanh nữa sẽ nhập niết bàn lợi dụng đủ các phương tiện thuyết pháp di diệu có thể khiến cho chúng sanh sanh tâm hoan hỷ đây chính là sự việc mà phật bồ tát làm gọi là phật sự hiện nay chúng ta nói phật sự là làm siêu độ phục vụ cho quỷ thần bèn cho đó là phật sự đâu mới thật sự là việc mà đức phật làm việc mà đức phật làm là hiện thân thuyết pháp cho người phật không có định pháp có thể nói theo người mà sai khác ngài tuyệt đối không có thành kiến ta chuẩn bị sẵn để lên bài giảng không có quý vị hỏi điều gì thì ngài giảng điều đó cho quý vị Đó là sự lưu lộ của trí huệ chân thật. Không hề chuẩn bị trước. Này nói thị hiện ở phương Tây. Chính là tùy nơi có thể độ phương tiện thuyết pháp di diệu. Di diệu pháp là thế nào? chính là thật tướng các pháp chân tướng của tất cả pháp trong vũ trụ bởi vì căn tánh của chúng sanh khác nhau nên phương tiện thuyết pháp cũng khác nhau như phổ biến nhất là cư dân trên trái đất này ngôn ngữ của mỗi nơi khác nhau Ngài ở địa phương nào thì nói ngôn ngữ của địa phương đó. Hiện ra gián giáp của người nơi đó, cùng đồng văn hóa chủng tộc với họ, thì mọi người hoan hỷ tiếp cận. Di diệu Pháp là tất cả Pháp. Họ có thể nghe hiểu được, có thể lý giải được. Sau khi nghe rồi, có thể y giáo tu hành thì được thọ dụng có thể thực hiện điều mà họ nghe vào đời sống họ không uổng phí nghe thực hiện trong công việc của họ thực hiện trong xử sự, sự đối người tiếp vật của họ đó gọi là di diệu không phải một pháp mà là vô lượng pháp này nói thị hiện ở phương Tây chính là tùy nơi có thể độ phương tiện thuyết pháp di Diệu bởi đây chính là chỉ phương lập tướng là phương tiện Thù Thắng ngay sự chính là chân câu này rất quan trọng chữ chỉ là chỉ định chữ phương đó chính là phương tây tướng chính là thế giới cực lạc thật sự có một nơi như vậy tuy đó là sự nhưng sự là từ chân mà hiện ra chân là gì chân là chân như là tự tánh là tự tánh hiện ra sự tướng như vậy tất cả hiện tượng được thấy ở nơi này của chúng ta cũng là ngay sự chính là chân vì sao vậy bởi chân là có thể hiện có thể sanh quá thể hiện a à, lại già có thể biến chúng ta lại thêm giọng vào chân Chân tâm là có thể hiện, có thể sanh, có thể hiện, chính là quải thật báo. A-lại-gia à biến quải thật báo thành mười pháp giới. Thành lục đạo luân hồi. A-lại-gia à là vọng tâm, chính là ý niệm. Chúng ta ngày ngày khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm thì cảnh giới bên ngoài sẽ sanh ra biến hóa theo ý niệm của chúng ta cho nên cảnh tùy tâm chuyển chứ không phải tâm tùy cảnh chuyển tâm chuyển theo cảnh thì đáng thương mê quá sâu rồi người thông minh biết cảnh chuyển theo tâm quý vị xem lão hòa thượng hải hiền Chúng ta xem đĩa CD về ngày Lúc ngài 17, 18 tuổi bị nổi mụn độc. Nổi mụn độc ở trên thân. Mẫu thân tìm thầy thuốc, tìm thuốc cho ngài cũng không có cách nào trị lành. Đến sau cùng, tuy tuổi ngài còn rất nhỏ nhưng ngài tin tưởng ở dùng đất nam dương phật pháp rất hưng thịnh ngài nói đó là bệnh oan nghiệp đã nói một câu thuốc hay khóa trị bệnh oan nghiệp ngài đã từ bỏ nói với mẫu thân ngài đừng tìm thuốc nữa không cần tìm thầy thuốc ngài niệm quán thế âm bồ tát đã niệm hơn một tháng thì mụn độc đó lạnh rồi Đó là nói rõ điều gì cảnh chuyển theo tâm. Quý vị ngày ngày niệm bệnh, không có bệnh cũng sẽ niệm đến sanh ra bệnh. Vì sao vậy? Do quý vị niệm mà ra. Tuy thân thể thật sự có bệnh, giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền thật sự có bệnh, nhưng chuyển đổi ý niệm lại, quên bệnh tật đi, đừng nghĩ tới bệnh, mà nghĩ A Di Đà Phật, nghĩ Bồ Tát Quán Âm, liên tục nghĩ đến một hai tháng bệnh sẽ không còn nữa. Hiện nay nhà cơ học lượng tử đã nói một lời chân thật với chúng ta rất quan trọng. Căn cứ vào nghiên cứu của họ thì phát hiện chứng minh dĩ tâm khống vật chính là dùng tâm để khống chế vật chất. Đó là những phát hiện trong 20 năm gần đây. Vật là gì? Là hiện tượng vật chất. Thân thể chúng ta là hiện tượng vật chất thân thể không khỏe mạnh là hiện tượng vật chất chúng ta có thể chuyển đổi ý niệm trở lại ý niệm lành mạnh dù thân thể không khỏe mạnh thì dần dần cũng trở nên khỏe mạnh tâm có thể khống chế vật chất tôi tin rằng hai ba mươi năm nữa cơ học lượng tử có thể tiến thêm một bước làm rõ ràng ý niệm là thế nào Hiện nay làm rõ ràng vật chất là gì rồi, nhưng vẫn chưa làm rõ ràng ý niệm là gì. Những nhà khoa học cận đại, chúng ta thấy được báo cáo của họ. Thông tin từ họ thấy đều đang nghiên cứu ý niệm. Niệm lực. Bí mật của niệm lực. Đang nghiên cứu về những điều này. Đó là sự việc thứ hai trong vũ trụ. Sự việc đầu tiên chính là vật chất. Bí mật của vũ trụ. Vật chất đã bị phơi bày, căn bản không có vật chất là giả. Là do ý niệm sanh ra. Sanh ra ảo tướng, cho nên ý niệm có thể khống chế vật chất. Trong kinh Đức Phật nói nhưng chúng ta không tìm được chứng cứ hiện nay nhà khoa học đã mang chứng cứ ra cho chúng ta xem chúng ta sáng tỏ rồi đức phật nói không sai dùng sức mạnh của ý niệm để trị bệnh trong phật giáo trong đại tạng kinh có không ít thần chú để trị bệnh rất thịnh hành trong thời đại tùy đường. Rất nhiều bệnh tật, những vị thượng sư, thượng sư của Mật Tông, xoa đỉnh đầu của quý vị, niệm chú cho quý vị thì bệnh khỏi rồi. Rất thần kỳ. Ngài dạy quý vị niệm, quý vị niệm theo Ngài. Thật ra không kỳ lạ chút nào. Niệm là gì? Là dùng âm thanh của chúng ta cần phải phát ra âm thanh chuẩn xác làm rung động mạng mạch bên trong quý vị mạch bị tắc nghẽn không thông nữa thế là sanh bệnh rồi người nước ta dùng châm cứu họ không cần dùng châm cứu mà dùng âm thanh dùng âm thanh của quý vị niệm chú để làm rung động khơi thông chỗ tắc nghẽn đó bệnh sẽ không còn nữa không phải không có đạo lý hiện nay những bài chú đó đều không thể trị bệnh vì sao vậy vì âm không đúng chúng ta nhìn xem chữ đó âm mà chúng ta phát không đúng với âm trong thời tùy đường cho nên việc này nhất định phải được truyền miệng ghi chép là giúp quý vị ghi nhớ không quên mất trên thực tế nhất định phải đọc được giọng thật chuẩn xác âm thanh rung đến vị trí bộ phận đó không phải thần thông nhất định phải biết đây là khoa học trong kinh Phật. Có thể trị bệnh, có thể điều hòa thân thể. Thấy đều không phải cầu từ bên ngoài. Chính mình đều có thể làm được. Người có tâm địa lương thiện, tâm địa từ bi, không có tự tư tự lợi, tâm người ấy khỏe mạnh thì thân khỏe mạnh. Trong tâm không có bệnh thì thân thể sẽ không sanh bệnh. Đạo lý ở chỗ này, cho nên trong kinh Phật có khoa học cao cấp, triết học cao cấp. Trong nhiều năm qua, mọi người hỏi tôi về Phật giáo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng những gì? Tôi nói Đức Phật là giáo dục. Chia thành hai giai đoạn, một là giáo dục phổ thế, nhắm tới đại chúng trong xã hội. Trong kinh Đức Phật giảng luân lý, giảng đạo đức, giảng nhân quả. Đó là giúp chúng ta cải thiện đời sống của chúng ta. Còn hướng lên thì sao? Đây là lời trong tông môn, hướng thượng, hướng lên là khoa học cao cấp, triết học cao cấp. bây giờ chúng ta thừa nhận tin tưởng không còn nghi ngờ đó là khoa học rốt ráo triết học rốt ráo rốt ráo là gì viên mãn không còn gì cao hơn nữa ngài đã nói trọn hết khoa học triết học nói đến giới hạn tận cùng phía trên cũng không còn gì nữa chẳng thể không học điều này chúng ta muốn học nhưng không đủ thời gian, không có đủ duyên, như vậy thì phải cảm tạ Di Đà Phật, phương pháp ấy của Di Đà Phật hoàn nghênh chúng ta đến thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc thì vô lượng thọ mạng, vô lượng trí huệ, vô lượng phương tiện thiện xảo, chúng ta đều có thể đạt được rất dễ dàng chứng được rốt ráo viên mãn phải biết điều này đây là may mắn biết bao ngay trong đời người quý vị mới gặp được không gặp được thì chẳng cách nào theo nghiệp mà lưu chuyển sau khi gặp được thì đã có cách vừa khỏi luân hồi vừa khỏi mười pháp giới Mi Đà Phật nhất định không lừa gạt người. Nhất định là chân thật ngữ. Tôi học Phật sáu mươi bốn năm, đã không còn chút nghi ngờ gì nữa. tiếp theo ngài nói nay nói thị hiện ở phương tây chính là tùy nơi thích hợp độ phương tiện thuyết pháp di diệu bởi đây chính là chỉ phương lập tướng là phương tiện thù thắng của ngay sự chính là chân đại sư thiện đạo phân tích chỉ bày nghĩa ý là giọng tâm của chúng sanh ở cõi ta bà như dòng thác chảy giống như dòng chảy của thác nước tâm của chúng ta trôi nổi tâm phù khí táo chỉ phương lập tướng còn chưa có thể chuyên chú huống hồ là không có phương không có tướng ư ừ. vô phương vô tướng thì khó thiền tông chính là vô phương vô tướng đó là người bậc thượng thượng căn mới có phận khi tôi mới học phật ba vị thầy ba vị thầy ấy các ngài đều chưa từng gặp nhau nhưng đã bảo ban nói với tôi một câu như nhau. Cảnh cáo tôi. Không thể. Học Thiền Tông. Bên cạnh cũng không được chạm vào. Thầy đã nhìn đúng rồi quý vị không phải căn cơ của thiền tông nói với tôi trước đại sư huệ năng chưa từng có ai vượt hơn ngài huệ năng đại sư huệ năng trở về sau cũng không có ai vượt hơn ngài huệ năng đó là thiên tài chúng ta không thể học có thể hâm mộ những gì của ngài chứ không thể học theo ngài học không được chúng ta phải đi thế nào hiện tại chúng ta là từng lớp tri thức từng lớp tri thức thì đi theo giáo giáo là kinh điển dựa vào kinh điển chính là học tập tôi đã học một khoảng thời gian học hết mấy năm thì pháp sư sám dân giới thiệu tịnh độ cho tôi Tôi ở trên núi dưới ngài ở được nửa năm. Làm công quả cho ngài. Khi thời gian rảnh rỗi, ngài yêu cầu tôi xem Mi Đà Kinh Sớ Sao của Đại sư Liên trì yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích. Duyên trung sao của Đại sư U Khi Tôi xem rồi rất hoan hỷ Nhưng tôi chưa từng muốn học tôi rất có hứng thú giới giáo tiên sinh phương đông mỹ giới thiệu kinh hoa nghiêm cho tôi thầy lý giới thiệu kinh lăng nghiêm cho tôi còn kinh pháp hoa là do tôi tự học nương vào chú sớ của người xưa đại kinh đại luận có thể rất hấp dẫn người trẻ tuổi ở trên núi thực tế hạ công phu rất nhiều dùng hết mấy chục năm chẳng có pháp môn nào không phải là đoạn phiền não mà chứng bồ đề đều là con đường này nghĩ lại chính mình chưa nắm chắc Chẳng những thiền chưa có nắm chắc mà giáo cũng chưa nắm chắc. Cho nên cuối cùng, khi đang giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng đến 53 tham vấn của đồng tử thiện tài, thì giác ngộ sáng tỏ rồi. Ngày văn thù phổ hiền, thậm chí Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều là do niệm phật giảng sanh tịnh độ mà thành phật đối với pháp môn tịnh độ thì tôi đặc biệt chú ý rồi thêm nữa bản hội tập của lão cư sĩ hạ liên cư được truyền đến đài loan thầy Lý từng giảng qua một lần. Thầy giảng lần đó là lúc tôi vừa mới học Phật, tôi không biết về thầy, không nghe được lần giảng đó của thầy. Nhưng thầy đã trao bản giảng nghĩa cho tôi. Tôi có thể xem hiểu được giảng nghĩa của thầy. Theo thầy 10 năm Sau khi ngài qua đời, tôi ở nước ngoài. Ở Hoa Kỳ, Canada, Đài Loan. Tổng cộng đã giảng 10 lần. Vô cùng có thọ dụng. Thật sự đã quy tâm về tịnh độ pháp môn này có nắm chắc. Đó chính là điều kiện mà ngài mở ra, tôi thấy đều đầy đủ, tin tưởng không hoài nghi nữa. Thật sự phát nguyện cầu sanh. Ở thế gian này tuổi tác quá lớn rồi, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ngày nào tôi cũng mong chờ đa phật đến tiếp dẫn tôi nhưng ngài không đến vậy thì không có cách nào ngài không đến thì tôi ở lâu một chút thật sự muốn đi để làm gì để thành tựu phật đạo sau đó trở lại giúp chúng sanh khi đó đầy đủ phước huệ thật sự có thể giúp người hiện tại giúp người có hạn tuy ngày nào cũng giảng ngày nào cũng đang làm như vậy nhưng rốt cuộc người thật sự tin tưởng không nhiều người thật sự có thể buông xuống được cũng rất ít Pháp môn này mà không buông xuống thì không được. Nhất định phải hiểu, không thể mang theo điều gì cả. Vì sao vậy? Vì đó là tịnh độ, không phải uế độ. Uế độ thì có thể mang đi được, tịnh độ thì không mang đi. Thấy đều buông xuống. Thì mới giảng sanh được. ngài niệm lão cử ra những kinh luận này trong thượng bộ nghi nói quy mạng tam bảo cần phải chỉ phương lập tướng trụ tâm lấy cảnh bởi hàng phàm phu buộc tâm mà còn không được huống hồ là lìa tướng ư nếu lìa tướng thì rất khó đó là phương tiện thù thắng không gì sánh bằng. Ngay trong phương tiện thật sự có thể giúp mỗi người giảng sanh thế giới cực lạc. Trên thì đẳng giác Bồ Tát, dưới đến địa ngục A Tỳ. Chúng sanh trong địa ngục có giảng sanh được không? Được. Người thế nào? Rất hiểu rõ đối với Phật Pháp, cũng có nền tảng tu hành nhưng tạo nghiệp địa ngục họ bị đọa địa ngục tuy những người ấy đang chịu khổ trong địa ngục nhưng chỉ cần có người nhắc nhở họ ngay lúc đó họ giác ngộ rồi niệm ami đà phật cầu sanh tịnh độ thì họ giảng sanh thôi lời này không phải để nói suông mà là thật sự đó chính là thế nào phải thật sự quay đầu cho nên thể diện thì rất gây go. Không bằng lòng nhận sai. Tôi có sai lầm ở chỗ nào? Người như vậy sẽ phải chịu khổ. Đến ngày nào đó chịu khổ đủ rồi, không thể chịu được nữa, có lẽ họ sẽ quay đầu. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng ở địa ngục để độ những chúng sanh ấy, người không có gốc rễ sâu dày trong Phật Pháp thì chẳng cách nào độ được. chúng ta lại xem đoạn tiếp theo cách diêm phù đề trăm ngàn câu chi na do tha cõi phật có thế giới tên là cực lạc câu trên đây là của bản tống dịch đó là lão cư sĩ hạ liên cư hội tập thành kinh này lão cư sĩ hoàng niệm tổ đã chỉ ra từng câu cho chúng ta là ở trong bản dịch nào đó là của bản tống dịch cũng không có sửa đổi chữ nào vì vậy lão hòa thượng hiền công làm chứng cho chúng ta đây là chân kinh từng câu từng chữ đều là do phật thuyết hạ liên lão cũng không dám sửa đổi một chữ nào là chân kinh chú giải của lão cư sĩ hoàng niệm tổ là chánh tri chánh kiến tại sao vậy bởi thấy đều có nguồn gốc không phải do tự ngài tùy tiện nói đều có xuất xứ trong bản ngụy dịch không phải là bá thiên câu chi na do tha mà là thập dạng ức xác bá thiên câu chi na do tha chính là trăm ngàn ức cõi nước trong bản đường dịch là trăm ngàn ức cõi nước phật câu này là hạ lão dùng văn tự từ trong bản tống dịch kinh xưng tán tịnh độ phật nhiếp thọ giống với bản tống dịch kinh xưng tán tịnh độ phật nhiếp thọ chính là kinh a mi đà kinh a mi đà mà đại sư quyền trang phiên dịch là kinh xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ. Còn Đại sư Cư Ma La Thập Dịch là Phật Thuyết A Mi Đà Kinh. Hai bộ kinh này đó là cùng một bản nhưng người phiên dịch khác nhau. Cho nên sự khác nhau của các bản dịch, nguyên nhân ấy có hai các bản dịch đó khác nhau cách nói khác nhau đó là có hai lý do một là như trong kinh pháp hoa đã nói tùy căn cơ chúng sanh mà nói văn tự khác nhau tuổi tác lớn nhỏ do đó khoảng cách của hai cõi cũng có thể khác nhau Nguyên nhân ở chỗ này Câu tiếp theo đây rất quan trọng Thật sự là Nếu nói lời thật với quý vị Nói lời chân thật Lời chân thật là thế nào Quẩy cực lạc và ta bà Đều ở khắp tất cả nơi Dung hòa thu nhiếp lẫn nhau Dũng không có khoảng cách Mà có thể nói đây là nói lời chân thật với quý vị. Lời này có căn cứ không? Có căn cứ. Căn cứ vào đâu? Pháp thân ở khắp tất cả nơi. Thường tịch quan ở khắp tất cả nơi. Ghi nhớ. Câu nói cuối cùng khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ là Nào ngờ tự tánh có thể sanh dạng Pháp. Dạng Pháp là toàn bộ vũ trụ, toàn thể vũ trụ. Trong Phật Pháp nói là khắp Pháp giới hư không giới. Đó chính là dạng Pháp. Dạng Pháp do đâu đến? Do tự tánh biến hiện. Tự tánh chính là Pháp thân, tự tánh chính là thường, tịch, quang, tự tánh chính là biến nhất thiết xứ. Cho nên, từng ly từng tí của chúng ta một chính là nhiều nhiều chính là một dù là một chút hạt bụi cực nhỏ cũng ở khắp tất cả nơi không có lớn nhỏ trong lớn có nhỏ trong nhỏ có lớn cho nên hạt cải nạp tu di hạt cải rất nhỏ núi tu di rất lớn nhưng có thể chứa vào bên trong hiện nay khoa học đã làm được điều này Quý vị xem con chip. Bây giờ, loại chip này lớn hơn một chút. Lớn khoảng ngón tay út. Trong đó chứa bao nhiêu nội dung, bao nhiêu thông tin ở trong đó. Đó là trong nhỏ chứa lớn. Chúng từ trên màn hình huỳnh quang phát ra. Quý vị xem có bao nhiêu nội dung. Đức Phật nói với chúng ta, còn nhỏ hơn loại đó là cực di sắc trong cực di sắc có vũ trụ có toàn bộ vũ trụ không có lớn nhỏ vì vậy khi hết thảy tất cả chúng sanh trong toàn bộ vũ trụ khởi tâm động niệm thì người khai ngộ người kiến tánh đều biết có đạo lý nào mà không biết chứ ngay cả khởi tâm động niệm của mũi kiến cũng biết không có cách nào để lừa gạt người có thể lừa chính mình có thể lừa những chúng sanh trong lục đạo luân hồi ngu si ấy chứ không thể lừa được người tu hành chứng quả người ấy đều biết đó gọi là gì tha tâm thông trong tâm người khác khởi tâm động niệm người ấy biết là thật không phải là giả hiểu rõ chân tướng sự thật này khởi tâm động niệm của chúng ta chẳng thể không cẩn trọng khởi lên một ý niệm bất thiện xấu hổ biết bao khởi tâm động niệm đều là thiện niệm có ác niệm thì đừng để ý tới quên ý niệm đó đi tốt nghĩ một lần thì lại tạo một lần đó là sai lầm vô cùng lớn dùng phương pháp nào để thay thế Phương pháp của tịnh tông rất tuyệt diệu chính là dùng một câu Ami Đà Phật để thay cho khởi tâm động niệm của chúng ta. Không động niệm thì được rồi, động niệm chính là Ami Đà Phật. Ami Đà Phật, ý niệm này từng niệm nối tiếp từng niệm. Liên tục không gián đoạn, đó là công phu thành phiến. Công phu thành phiến sẽ bảo đảm quý vị giảng sanh giảng sanh với công phu thành phiến thấp nhất không phải ở cõi phạm thánh đồng cư mà là hạ phẩm hạ sanh ở cõi phương tiện hữu dư công phu vừa mới thành phiến công phu đắc lực hơn mà nói thành phiến thì có thể đắc lực đạt tới thuần thuộc. ba bậc chính phẩm của cõi phương tiện quý vị sẽ từ từ hướng thượng nâng cao Đến sự nhất tâm bất loạn là thượng phẩm thượng sanh trong cõi phương tiện hữu dư. Là A-La-Hán. Thật sự khai ngộ. Lý nhất tâm bất loạn sẽ sanh quải thật báo trang nghiêm của thế giới cực lạc. Đó là hai nhân tố quan trọng. Một là công phu của chính quý vị đạt đến trình độ đó Ngoài ra còn do uy thần bổn nguyện của Đà Phật giá trị. Cõi thật báo trang nghiêm ý không khác với thế giới thông thường. Cõi thật báo của thế giới cực lạc và thế giới hoa tạng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều là cõi thật báo. Chúng Bồ Tát ở thế giới hoa tạng còn phải đến thế giới cực lạc để thân cận A Di Đà Phật. Ngài văn thù phổ hiền dẫn đầu 41 địa vị pháp thân đại sĩ đến thế giới cực lạc để tham học. Từ đây biết được sự thù thắng của thế giới cực lạc. Không như nhau, Lời nói này của niệm lão rất hay, chúng ta cần phải ghi nhớ, chính là Thật sự là cõi cực lạc và ta bà đều ở khắp tất cả nơi, dung hòa thu nhiếp lẫn nhau, dũng không có khoảng cách mà có thể nói, cự ly là không gian. Không có không gian cũng không có thời gian. Không gian, thời gian đều là sự ngộ nhận của chúng sanh mê mất tự tánh mà sanh ra. thật tướng là không có. Không có không gian chính là không có khoảng cách. Không có thời gian chính là không có trước sau. Ngay đây bây giờ, ngay tại hiện tiền. Tiếp theo điều thứ hai, hai là các con số ức, câu chi na đã biểu thị sự lớn nhỏ khác nhau có bốn cách nói về ức trăm ngàn là một ức một triệu là một ức mười triệu cũng là một ức mà trăm triệu cũng là một ức hiện tại người nước chúng ta dùng trăm triệu trăm triệu là một ức mười ngàn ức là một ngàn tỷ về câu chi dịch theo phương diện ý nghĩa khi phiên dịch kinh chính là dịch thành ức vì vậy cũng có thể nói là trăm ngàn cũng có thể nói một triệu cũng có thể nói mười triệu thậm chí đến trăm triệu nhưng ba cách dịch trước thì thường được sử dụng số ức này đây là nói cách dùng của người ấn độ na do tha có thể được dịch thành trăm ngàn hoặc là mười triệu cũng có nơi dùng một trăm triệu nghĩa ấy khác nhau cho nên khó thể tính đếm nếu so sánh thì rất không dễ nay về mười dạng ức mà chọn giá trị lớn nhất của số ức thì là 10 ngàn tỷ. Về trăm ngàn câu chi na do tha thì chọn giá trị nhỏ nhất của cả câu chi và na do tha thì là một triệu tỷ. Tính mười dạng ức gấp một trăm lần trăm ức nên không cần hạn chế về số lượng dùng các kinh để tham khảo lẫn nhau, tham khảo đối chiếu lẫn nhau thì có thể biết rằng thế giới cực lạc được thị hiện cách giới, thế giới ta bà này của chúng ta. Ít nhất ở bên ngoài trăm ngàn ức Tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới là khu vực giáo hóa của một vị Phật giáo khu là cõi nước là khu vực giáo hóa phàm phu nghe đến điều ý thường cảm thấy cực lạc rất xa sợ không đến được thật ra đây là do gì tâm lượng của chính mình mê hoặc tâm lượng của chính mình thế nào dựa theo điều mà trong kinh lăng nghiêm nói Mười phương hư không sanh trong tâm ta như dần mấy nhỏ trong bầu trời xanh, mười dạng ức không xa, rất gần. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta học tập đến chỗ này. học tập đến nơi này thôi